Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bình Dương, nhóm gian cảnh cướp xe ở siêu thị. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, hai vụ gian cảnh cướp xe đã xảy ra tại Bình Dương. Nhóm cướp rất manh động và liều lĩnh. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1, tại một siêu thị trên đường DT741 qua địa bàn phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có một nhóm khoảng 5 thanh niên đã lấy đi hai chiếc xe máy ngay trước mặt bảo vệ. Dù đã cố gắng đuổi theo, nhưng người bảo vệ đã đành bất lực. Anh Danh Tuấn, quê ở Kiên Giang, nằm bảo vệ tại siêu thị cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút, anh thấy một thanh niên vào dắt xe nhãn hiệu Sirius đi ra, thấy có biểu hiện nghi ngờ. Anh ngay lập tức đòi thẻ xe, nhưng người này nói rằng vợ đang giữ thẻ xe và đang ở trong siêu thị. Lợi dụng lúc đó có một thanh niên ngồi trên xe máy, vậy anh Tuấn ra hỏi đường nên đã lổ máy xe chạy đi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Thời điểm đó tôi chỉ biết mất một chiếc xe, nhưng khi xem lại camera mới biết ở đầu bên kia bãi giữ xe, hai thanh niên khác cũng phá khóa xe lấy đi một chiếc xe nhãn hiệu Rider. Hai chiếc xe có giá chỉ khoảng 70 triệu đồng Việt Nam, anh Tuấn kể lại. Hiện phía công ty bảo vệ nơi anh Tuấn làm việc yêu cầu anh chịu 80% khoản tiền mà công ty phải bồi thường cho khách hàng. Lương tháng không bao nhiêu, giờ gần Tết lại gánh thêm khoản tiền phải bồi thường, không biết Tết năm nay sẽ ra sao nữa, anh Tuấn nói. Khoảng gần 2 giờ sau, tại một cửa hàng thời trang nằm trên đường DT746, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, nhóm cướp khoảng 5 người cũng gian cảnh tương tự. Chỉ trong vòng vài phút, nhóm cướp đã lấy đi một chiếc xe trị giá khoảng 60 triệu đồng. Theo camera ghi lại, có tổng cộng 5 người đi cùng vào bãi giữ xe của cửa hàng thời trang. Một người giả vờ hỏi đường, những người còn lại chia làm hai hướng tiếp cận hai đầu bãi giữ xe để bẻ khóa. Anh Nguyễn Đăng Hùng, chủ cửa hàng thời trang cho biết, thời điểm đó khách ít nên chỉ có hai bảo vệ trông coi. Nhóm cướp này quá liều lĩnh và manh động, việc bồi thường cho khách bị mất xe tôi sẽ chi trả, anh Hùng nói. Theo Thượng tá Huỳnh Văn Thành, trưởng công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, lực lượng công an đang tích cực điều tra truy xét băng cướp này. Người dân phải luôn cảnh giác để bảo vệ tài sản, bởi dịp cuối năm, những băng nhóm trộm cắp hoạt động rất manh động và liều lĩnh, Thượng tá Thành đưa ra cảnh báo. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.